Có anh YouTube bác sĩ cây nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay là sau một ngày bão đã tan, thì thời tiết hiện tại ở Ninh Thuận cũng đang bắt đầu nắng ráo. Và hôm nay thì em quay để cập nhật lại một phần là cập nhật lại tình hình vườn nho ở tại nhà em, và chia sẻ thêm cho các anh chị là cái kỹ thuật bấm cành, cái kỹ thuật cọc cành nho như thế nào là đúng và hiệu quả. Bởi vì hôm qua ngày 10 thì farm em chỉ quay sơ qua mà thôi, thì hôm nay thì em sẽ bắt đầu quay hướng dẫn và chia sẻ cho các anh chị cụ thể nhé. Thì nào mời các anh chị hãy gặp ba của em để ba của em cùng chia sẻ thêm về cái đề tài này. Dạ con chào ba. Ba chào con. Dạ. Thì hôm qua thì ngày 10 tháng 11 thì hai ba con mình đã lội trời mưa xuống quay cái vườn nho nhà mình trước khi bão vào á. Thì cũng may là thời tiết bão không có đi vào Ninh Thuận, nên cũng vườn nho của mình cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Thì hôm nay thì bà chia sẻ cho các anh chị là cái cách cột cành nho của vườn mình như thế nào cho hợp lý được không bà? Xin chào các bạn và các anh chị. Dạ. Hôm nay là coi như là bão đi qua rồi. Dạ. Bây giờ Ninh Thuận tôi là trời lạnh. Dạ. Đó là không có mưa. Ngày dạ. Nay là không có mưa. Dạ. Đó. Buổi sáng thì mù nhẹ không ba? Buổi sáng thì mù nhẹ. Dạ. Còn bây giờ là buổi chiều là không mưa. Dạ. Đó là cũng may mắn là nho bắt đầu đang trổ lộ. Dạ, đây này. Đó. Đánh chị xem. Đang trổ lộ. Đang bắt đầu. Đó. Thì trổ. Đó. Bây giờ tôi xin hướng dẫn cho các bạn và các anh chị là cách cọc cành. Dạ. Đó, bây giờ công công đang làm. Dạ. Đó, công mấy chị em đang làm, đang cọc cành. Dạ, thì hôm qua ba cũng chia sẻ là cái cột nho, cột cành nho mà để phòng mùa gió lớn này hay là mùa bão này, thì cũng mới chia sẻ sơ qua thôi. Thì hôm nay thì ba chia sẻ chi tiết luôn để cho các anh chị cùng biết là cách cột cành nho như thế nào là đúng cách nhất tại Ninh Thuận mình. Thì xin chia sẻ các bạn là cách cọc cành. Dạ. Cọc cành chẳng hạn như cái cành này là chưa cột mà. Đó. Đó. Để chị đi xem nhé. Là cái cành này chưa cột. Ừ. Đó, bây giờ các bạn muốn cho chắc chắn nữa là cột cái đầu gỗ xuống. Dạ. Đó. Và mình có cần phải sắp xếp cành như thế nào không ạ? Sắp xếp chỗ nào dày thì bỏ qua chỗ thưa. Dạ. Nhưng cho nó đều. Dày. Thì các bạn bắt qua cái chỗ thưa này. Ngay chỗ này là gỗ nó trống rồi ba. Nó trống. Đó. Bắt qua. Ừ. Bắt qua là các bạn muốn muốn chắc chắn là phải cột cái đầu gỗ trước hả? Dạ. Cho nó cố định hơn. Mình bắt mình bỏ cành qua nè, chỗ dạ. Chỗ thưa nè. Ừ. Rồi chú ý là mình di chuyển qua thì đừng có để bông nó cạ, nó làm gãy hả ba? Cạ cái dây thép gì hết đấy. Ừ. Đó. Thì bây giờ là như ở trong này nó có nắp. Dạ. Đó. Đây. Nó có mấy cái nắp này. Đây đó. Là ba chỉ rõ là cái nào là nắp, cái nào là chỗ là cái mắt ngủ này. Tại thường nhiều anh chị là không biết, cứ tưởng là mấy cái chồi này nó nứt ở trước là cái mắt ngủ nè, cho nên cũng rất là lo lắng là không biết là nó ra như thế là có ảnh hưởng gì không. Đâu cái nào là mắt ngủ và cái nào chồi nách hả ba? Thì bây giờ đây tôi sẽ chỉ cho các bạn là lật mấy cái nách đó. Cái này là nách đó, lật các bạn lật bỏ đó, lật bỏ, lật tới bông thơ. Ừ. Đó, lật tới cái bông thơ. À. còn ngoài đây thì cỡ đây, đây. Đó. Nách ngoài đây thì cỡ để đó. Theo nguyên tắc là chồi nách nó sẽ ra trước và còn mắt ngủ thì đảm bảo nó sẽ không bao giờ mà ra sớm. Mắt ngủ là nó không có ra nữa. Đây nè. Nó đang nuôi bông nuôi, tại mình chừa mấy cái nách ở ngoài nữa. Dạ. Đó, mình không có lật hết. Đó, bây giờ các bạn là đây, nách tới bông. Đây. Đây là mắt ngủ nè, còn chồi nách thì ba mới lật nè. Đó. Thì nguyên tắc là mình là vặn sao mà nó ra tới cái điểm này, điểm cái hai cái bông mà được hả ba ha? Thì coi như lý do là mình phải lật sao tới cái bông mình bỏ. Dạ. Là lý do là mình lật cái nách mình bỏ để nó tập trung nó nuôi hai cái bông này. Dạ. Đó, cho nên nó nổ, cho nó đậu trái cho nó đều. Đó, còn bỏ vé qua cái nách hoài này nó có đi ngọn thì cái nách hoài này nó đi để mình
mình để mấy cái nách hoài cho nó thở được. Đó, nếu mà mình lạc hết lúc ngọn thì cái cành nho nó thở cũng được. Nhưng mà mình mà bịt cái lỗ mũi lại là mình hết thở luôn đó. Đó, nó như vậy thôi. Với còn một phần này là tương lai á, là những cái mầm ngũ này tương lai là mùa sau mình sẽ bấm nè ba. Nên là thì đúng, mình vặn gì để cho cái những mắt ngũ này nó có thể nở ra đều và mắt ngũ nó to, thì sau này mình bấm nho bấm mùa sau á thì nó hiệu quả hơn ba. Đúng. Đó, là bông là mấy cái chi này là các bạn ngắt cắt bỏ luôn. Để cái bông thẳng hơn. Đó, mấy cái chi nhánh là cắt chị bỏ hết. Đó. Rồi những cái mục ngũ này thì để dụ sau mình ăn, mình ăn hết chùm rồi mình nuôi mình bấm tiếp. Dạ. Còn đó, đối với những cành mà không có hoa rồi mình có cần phải là chết không ba? Những cành không có hoa thì những cành có hoa thì mình cứ canh và chồi nách ra hết ngay chỗ cái đoạn có hoa thôi. Mùa mưa này đối với nếu mà cành... mùa mưa này là các bạn phải lạc hết. Lạc cho nó ở trong cho nó trống. Thông thoáng nữa cho nó thông thoáng. Đó, nó khỏi rập khỏi rồi là mưa nó đọng nước nó cũng dễ xanh lắm. Yeah. Lật cho nó thốt, cành không cũng lật còn nửa bỏ rồi cột xuống hết. Đây nè, ví dụ như cành đây nè, hai cành đây không có. Hai cành này là không có hoa này đó. Thì mình sẽ xử lý như thế nào? Không hoa thì mình bỏ hết cành đi. Đó, nho già rồi không có cần lấy cành nhiều. Nho mình đã trên 6 năm để một cành thôi đó. Là các bạn cũng cột xuống chứ đừng có để cái ngọn nào mà nó chốc lên. Chốc lên thì có gió, mùa này là mùa sắp sửa hết mưa hết bão, là mùa gió mùa đông bắc rồi. Là gió nó mạnh lắm. Ở đây mà gió mùa đông bắc là gió nó mạnh lắm. Nó các bạn mà không cột nằm xuống hết là nó đập. Nó đập đuôi ngọn hết. Đó, phải cột nằm liệt xuống hết. Đó. Mấy cái bông này là bắt cột xuống. Dạ. Cũng lật nách. Dạ. Ngọn nào cũng lật táo bông bỏ. Dạ. Lật táo bông thôi. Đó. Thì tương lai thì mình cũng bấm cành là cũng chỉ tới cái đoạn mà tới cái cuốn hoa ra một tí thôi ba ha. Đó nên là thường thường là các bạn ăn xong là bấm cành á, không có nên bấm ngay cái cuốn cũ. Dạ. Đó, ngay cái cuốn cũ thì cái mục nó lép lắm. Đó, phải ra cỏ tính cuốn cũ và cỏ hai mắt. Rồi các bạn bấm. Dạ. Là cái mục nó to mà nó nhọn. Dạ. Nó mạnh hơn thì tỷ lệ ra bông thì nó sẽ cao. Tỷ lệ bông nó sẽ cao hơn. Còn các bạn mà bấm mà ngay cái cuốn nho cũ á là nó cũng nứt mà điều nó yếu. Dạ. Nó không có mạnh. Và cái lợi ích tiếp theo của việc cột cành đó là thường là mình cột thì mình sắp xếp là những cái hoa nho này nó sẽ xuống cái mặt vàng, thì cái vị phun thuốc đồ thì nó sẽ dễ dàng hả ba? Mình cột nằm xuống là mình phun thuốc là nó dễ dàng hơn. Nó ít hao thuốc hơn. Đó, nó nằm xét xuống hết là mình vô điều mình đi tới hơn. Đi tới chứ ví dụ còn mình để chốc mình không cột là xịt, mình sợ nắm đỏ. Rồi nó ngọn lên ngọn xuống là nó mình không phải xịt nó hao thuốc, nó không có được thấm thuốc bằng vào. Mình cột xuống bằng mình xịt nó ít hao hơn. Dạ. Nó giảm cái chi phí cho mình. Dạ. Và là các bạn chú ý cho đó. Và sau này và ví dụ như bông mà nó đậu quả này, đến giai đoạn mà vũ trái hay là tỉa quả thì nó cũng rất là dễ dàng đối với mình chăm sóc không ba? Đúng. Thì việc cột nho thì cũng rất là đơn giản, thì các anh chị nắm được cái quy trình thôi và mình sẽ cột cành nho và sắp xếp được bố trí cho nó hợp lý, thì giúp cho dàn nho của mình được phân tán đều này và cũng thuận lợi cho mình phun thuốc lên, thì những cái bông nho này nè nó sẽ thấm đều và nó sẽ hiệu quả nhất đó. Đó thì các bạn là thấy là đây ở trong mà tôi cho cột xuống hết. Dạ. Là những cái cành hai bông. Dạ. Là tôi sẽ bỏ hết bông. À, là giai đoạn này là mình bắt đầu mình bỏ trộn bông thôi ba? Trộn bông. Giai đoạn này là nó nở rồi. Dạ. Mình không có để bông nhiều. Dạ. Cái cành hai bông là nó đây. Còn nó đây cái còn yếu lắm. Một cái chi này đó, mấy cái chi này nắp luôn. Dạ. Để một chùm thẳng. Dạ. Đó. Đây là đúng tiêu chuẩn này.
phải đúng tiêu chuẩn. Nó đang trổ này. Đó. Thì cái này thì sau khoảng mấy ngày nữa thì nó sẽ trổ rộ ba? Thì cái này là đúng một tháng là nó trổ rộ thôi. Đúng một đó, tháng. Ngày 28 âm lịch đó nè. Đa số là bắt đầu trổ. Đúng một tháng là nó rộ hết. Đó. Cũng may. Bây giờ là mấy cái này là nó đậu rồi nè. Đó. Đó mấy cái này là đậu hết rồi. Các anh chị thấy không? Nó đã hình thành quả rồi nè. Hình thành rồi đó. Đó, hình thành quả rồi. Cũng may là hôm nay là thời tiết tốt không ba? Chứ mà mưa thì cũng rất là ảnh hưởng đến việc đậu quả của vườn nho nhà mình. Đúng đây. Là cũng may mắn. May mắn là hôm qua bão vô là mưa cũng cả ngày luôn á. Mấy cái tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa thôi. Còn ở đây là ảnh hưởng mưa thôi. Đó, là cũng rất may mắn là bữa nay là trời nắng. Dạ, đây. Đó. Nắng thì những cái bông nho này nó mới khô. Nó khô và nó khỉ. Khỉ thì nó mới tróc đi và nó bay đi thì nó còn lại những cái quả nho nó nằm ở trên này. Đó. Đây. Bây giờ các bạn bây giờ nói tôi nói cho đúng là nếu mà mưa ướt mà cái nho cái bông nho nó trổ là nó ướt miết là nó thụ phấn không được. Dạ đúng rồi. Đó. Mà nắng khô ráo là nó nở đâu là nó thụ phấn được. Là nó nở đâu nó rớt nhị đó là nó sẽ đậu ra. Dạ. Đó. Thường thường mà khi mà nho nó trổ rộ ra là nó thơm lắm. Dạ, đây nè. Hiện tại mình quay nè, quay cái mùi hương nho rất là thơm. Nho nó bay mùi thơm. Đó là cái thơm của nó là cái phấn của nó đó. Dạ. Đó, nó đụng qua cái nó bay qua cái bông này, nó bay qua cái bông nọ là nó nắng nó đậu rất tốt. Thường là có ong nhưng mà mùa này cũng không thấy ong nó bay tới nè. Chứ thường là mỗi mùa là cũng thấy có nhiều ong mật này hay là ông ruồi rồi cũng hay bay tới để nó lấy phấn ho này và cũng là giúp cho cái nho nó thụ phấn và nó đậu quả tốt hơn. Thì đây em sẽ chỉ cho các anh chị cái khu nào mà cột nho rồi nè và cái khu nào không để cho các anh chị thấy cái cảnh mà trước khi cột nho và sau khi cột nho thì nó sẽ như thế nào. Đó. Và đây là những khu mình chưa cột nè ba ha. Đây nè. Nó còn chốc lên này. Gió mà nếu mà gió thì nó để nó cạ bông và nó ảnh hưởng tới cái cành của cái bông của nho này. Đây nè, ví dụ như mấy này nè mà mình không có xử lý mình cột cành đó thì mùa gió hay là bão như hôm qua mà ví dụ như mà bão mà có vào thì nó cũng rất là nguy hiểm. Đó, nên cũng rất là may mắn. Đó, những cái cành này thì các bạn bỏ qua. Lựa cái chỗ nào trống á, bỏ qua. Đó, rồi cột cái đầu cũ này cho nó giữ à. Quan trọng là phải cột cái này trước ha. Chứ các bạn mà nếu không cột đầu gỗ, nếu cái này là coi chừng nó tức nó gãy. Nó gãy. Đó. Đó, phải cột vô đầu cũ, vô cọng dây thép cũng được mà nó trúng cái cành nho cột vô cành nho cũng được. Dạ. Đó. Thì thường nó bị cái cành hoài này xuống. Dạ. Cái ngọn bông này xuống. Dạ. À và còn mấy cái rau nho này mình xử lý như thế nào luôn bạn? Nhấp luôn. À. Đây. Mấy cái rau nho là nhấp luôn. Đây nè. Mấy cái rau nho nữa. Chứ để nó còn nguyên tắc là cái chồi nách là mình phải vạ hết cho tới bông đó. Cho nó thốn. Mấy cái rau này nhấp luôn. Đó, mấy cái rau nho đây nè, các anh chị thấy không? Thấy nó đi nữa thì bỏ cho nó đi, tự nó đi nó quấn luôn. Đây, rau nho. Tại bây giờ mà mình đã cột cành rồi mà thì rau nho có mục đích đó, nếu mà để tự nhiên á, nếu không có cột cành thì nó bám vào những cái cành hay dây thép này thì nó giữ cành nho lại. Còn mà cái này là mình đã cột rồi thì mình có thể cắt bỏ cái rau nho này để cho cái ngọn nó đi có thể được tốt hơn. Đây. Đây, nó đây. Dạ rồi ba dẫn các anh chị tới những chỗ mà đã được cột nho rồi á để xem sự khác biệt. Đây. Đây là chỗ là cái khu này là mà mấy chị em cột xuống hết rồi. Đó, cột nó nằm đây. Đó, nó nằm bằng xuống hết luôn. Đây, các anh chị xem ha. Các bạn thấy đẹp không? Đó. Bằng xuống hết. Đây, và phân tán cái cành nho chi rất là đều. Đó. Chi đều, ngủ đều. Ừ. Đó, rất đẹp. Ừ. Đây. Đây, cột đây nè. Cột đây được nho xanh nè. Đó, cột dây chỉ bằng dây ni lông thôi. Đó. Thì cũng chia sẻ các bạn là nếu mà cột hết đó
là bắt đầu tôi đi bỏ bông. Dạ. Đó, bữa nay là nói chung nó gần đúng tháng rồi. Dạ. Là nó trổ rộ mà dạ. Bông nhiều quá. Bông thì, nhiều. Thì buộc phải bỏ. Dạ. Đó, là đây các này. Bạn là tôi bỏ thường thường đó là hai bông. Hả, là hai thường bông. Là những cái bông bự nào là để thôi. Dạ. Hai bông mà thường thường đó là bỏ bông hoài. Đây. Bỏ bông hoài. Đây, các anh chị thấy không? Đó là để bông trong. Bởi vì nho vườn ở nhà em là trên 6 năm nhấp, rồi. Nhấp ấy luôn, nhấp chi, nhấp đồ luôn. Vàng cành rất là nhiều. Đó, bỏ bông. Đó, nên là nguyên tắc là chỉ một cành nho bấm ra thì mình chỉ để một cái mầm ngủ ra thôi nè. Đó, thứ nhất là một ngọn. Để một ngọn. Chứ thường là nho ở em nó thường ra hai ngọn lắm. Nhưng mà phải bỏ. Đó. Và tiếp theo là cái bông. Cái bông mà nếu mà một cành này nè, nó ra hai bông thì bắt buộc là phải hy sinh một bông. Đó. Bỏ một bông. Đó. Bắt buộc phải vậy. Đó, như các bạn thấy cành này là nó nứt hai. Dạ. Nhưng mà nó các anh chị xem. Cũng phải bỏ một cành. Đây, phải bỏ. Bỏ. Chứ vì để một cành thôi. Để một cành mà một cái bông, một đây, cái bông thôi. Một cái bông, một cành mà một cái bông thôi. Một cái bông thôi. Như vậy thì cây nho mới đủ sức để nuôi cái chùm nho nó đến khi thu hoạch được chất lượng nhất ba không? Đúng rồi, nếu mà các bạn hành nhiều là sau này là mình để nhiều quá là nó nuôi không nở. Dạ. Là tới chừng mà chín là nó bị mềm hết. Bị mềm. Nó kêu là... Ăn rất là chua. Nông dân cứ là kêu mềm tay á. Dạ. Là nguyên nhân chính được. Là do mình cũng không biết mà mình để nhiều quá ba không? Để nhiều quá. Tại... coi như là mình làm nhiều rồi mình mới kinh nghiệm. Dạ. Tại mấy năm trước không ham nhiều quá. Dạ. Rồi cuối cùng mà thu hoạch nó chỉ được nửa thôi. Dạ. Còn nửa là mềm hết. Dạ. Thứ nhất là cái chùm nho đậu nó không được đẹp này. Thứ hai là cái quả nho thì nó sẽ không có được to và dài. Thứ ba là độ đường với độ giòn của quả nho nếu mà để nhiều quá thì nó sẽ rất là chua và dở và ăn sẽ không ngon. Thì lúc đó thì nó sẽ làm mất hình ảnh nho Ninh Thuận của quê em. Đó. Đây là những cành đã được bỏ rồi nè, chỉ còn một bông thôi. Nho xanh thường thường là nó hay có cái đuôi này. Dạ. Là các bạn cũng nhấp để cho nó thẳng luôn. Cũng nhấp luôn. Đó, nó hay có cái chi với đuôi nữa. Cái đuôi đây nè. Đó. Nho xanh là thường sẽ như thế này. Nhấp cái nhánh chi trên. Dạ. Này nó một bên. Rồi. Dạ. Dưới đuôi nó chỉ ra nữa. Dạ. Rồi phải nhấp nữa, nhấp cho nó thẳng cái bông xuống. Dạ. Đó. Nó mới đẹp, sau này nó đậu mới đẹp. Dạ. Mới đẹp cái chùm nho. Đây, các anh chị xem. Rất là đẹp. Đây là vườn nho xanh. Nhà H0148 tại farm Hòn Yến của em. Thì hồi giờ cũng quay trực tiếp cũng được gần 30 ngày rồi. Đó. Và tương lai là vườn nho 152 này, vườn nho hạ đen của em này. Lúc đó sau này sẽ hết mùa mưa thì chắc tầm khoảng một tháng nữa. Sau đó sẽ bấm cành thì cũng quay trực tiếp luôn cho các anh chị cùng xem để biết thêm về những loại giống nho khác và mình sẽ chăm sóc như thế nào. Đó. Thời tiết rất là đẹp. Cũng hy vọng là tầm 3 đến 4 ngày tới nữa là thời tiết vẫn ổn định như thế này để nho nó có thể đậu quả hết. Các anh chị hãy xem lại này. Những cành nho đã được cột rất là gọn đó. Và bông thì đã được xếp lớp xuống rồi. Đó. Vậy video của em đến đây là hết rồi đó. Nên là cũng xin chào các anh chị nha. Con thay mặt các anh chị cảm ơn ông ba rất là nhiều đã có một buổi ghi hình để chia sẻ kinh nghiệm cột cành nho như thế nào và hiệu quả nhất gửi cho các anh chị. Thì cũng hẹn ông ba ở những video tiếp theo để cùng đồng hành cùng với con chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm hay để từng giai đoạn nho đang qua quả này, chỉ quả và đến khi thu hoạch luôn. Thì cũng rất hy vọng là ba sẽ cùng hành với con để chia sẻ thêm thật nhiều kinh nghiệm hay nữa. Xin chào các bạn và các anh chị. Đó, thì đến đây là tôi cũng xin chào các bạn. Đó là nãy giờ là cũng
chỉ hướng dẫn kỹ thuật cho các bạn là cách cục cành đã xong rồi. Thì để tiếp theo chờ nó qua trái rồi farm tôi sẽ quay tiếp đó, cho các bạn xem đó, xem coi như biết tới tình thu hoạch cái vàng nho này thì thôi đó, là cũng cha con tôi cũng đồng hành cùng các bạn. Xin chào các bạn. Dạ, con chào mọi vậy video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé.